Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một ngang lấy một thủ thuật trên smartphone. Trong video ngày hôm nay mình chỉ muốn thông báo với các bạn, đó chính là app Chuyển Tú của chúng ta đã có phiên bản sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt trên những chiếc điện thoại Android. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để tải app Chuyển Tú về nha. Bắt đầu thôi. Bước đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta sẽ mở Google Chrome lên nè. Sau đó chúng ta sẽ truy cập một trang web tên là appkai. Mình không biết là mình đọc như vậy có đúng không nữa. appkai.com nha các bạn. Đây, đó chính là cái trang web này nè. Và nhân tiện đây thì mình cũng rất là cảm ơn những cái anh chị đã Việt hóa cái ứng dụng này qua tiếng Việt nha. Và hy vọng là nếu như mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể ủng hộ trang web. Và tiếp tới thì các bạn thấy đó, vào cái app này thì các bạn có thể tìm cái trang web là Chuyển Tú. Ở đây thì chúng ta sẽ có chữ Chuyển Tú và Chuyển Tú Việt hóa. Và các bạn hãy chọn vào phần Chuyển Tú Việt hóa ha. Sau khi mà cái bảng này được ra rồi thì chúng ta sẽ đợi một tí xíu. Chúng ta kéo xuống đây. Hãy chọn cái phần là tải về máy nha. Và ngay tại cái phần tải về máy này thì các bạn sẽ có 3 lựa chọn. Và nếu như mà bạn nào sử dụng điện thoại Android á, thì các bạn hãy chọn bản mới nhất. Còn nếu iOS thì rất là tiếc. Như ban đầu mình nói là chúng ta vẫn chưa có cái bảng tiếng Việt. Và ở đây nè, chúng ta bấm vào đây. Và ở đây thì mình đã tải xuống sẵn rồi, tại vì thời gian tải đợi hơi lâu một tí, đâu tầm khoảng gần nửa tiếng á. Và nếu như bạn nào chưa tải xuống thì chúng ta cứ chọn phần tải xuống là được ha. Còn ở đây thì mình đã tải sẵn để tiết kiệm thời gian, mình sẽ thoát ra ngoài ha. Và sau khi mà các bạn tải về rồi, nó sẽ thường nằm trong phần quản lý tập tin. Tại đây thì nó sẽ nằm ở cái phần download nè. Các bạn chọn vào đây. Và nó sẽ hỏi là bạn có muốn cài đặt ứng dụng này không? Dĩ nhiên là cài đặt rồi. Và sau khi mà các bạn cài đặt xong thì nó sẽ có chữ mở ở đây nè. Các bạn bấm vào chữ mở là được. Các bạn thấy không, nó sẽ chuyển tới cái phần giao diện tiếng Việt này. Y chang như phiên bản Trung Quốc, không khác tí nào, chỉ đổi thành tiếng Việt thôi. Và ở đây cũng có cái sự kêu gọi của các anh chị trong team. Và như mình nói lúc đầu thì các bạn có thể ủng hộ nha. Và ở đây nó sẽ kêu là phiên bản được chia sẻ miễn phí, nghiêm cấm hành vi mua bán như mọi hình thức. Rồi các bạn cứ đồng ý nha. Sau đó mình sẽ bấm thử cho các bạn một bức ảnh để biết bên trong nó giống như thế nào nè. Chọn vào đây. Cho bạn cho phép ha. Và mình sẽ chọn vào bức ảnh này. Bấm vào đây, các bạn thấy tiếng Việt chưa? Bấm vào chỉnh sửa ảnh. Đó, các bạn thấy nè, ở đây các bạn có tất cả những cái tác vụ bằng tiếng Việt. Từ chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa gương mặt, kéo dáng, trang điểm, thủ công, vân vân. Chỉ riêng cái giỏ hàng hoặc là tên một số filter thì mới còn giữ bằng tiếng Hoa thôi. Tại vì mình nghĩ là filter thì nó vẫn thiên về bản gốc á, thì nó sẽ tốt hơn á, cho nên là mấy anh chị đã không mod lại. Nhưng mà được ở cái mức này là đã quá tuyệt vời rồi. Và vừa rồi là vài bước rất là đơn giản để các bạn có thể tải app Chuyển Tú về và sử dụng dễ dàng hơn bằng phiên bản tiếng Việt. Chúc các bạn tải về thành công nha. Và đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh Bệnh viện Điện thoại 24 giờ. Mình sẽ quay trở lại với nhiều thủ thuật khác hay ho hơn nữa. Tạm biệt các bạn, bye bye.